Quyền. Mẹ. Quyền. Con nhớ mẹ quá à. Con đúng là con trai của mẹ rồi. Con nhớ mẹ quá à. Em có khỏe không? Em chào anh. Ông đó là ba của thằng Nguyên hả cô? Ủa trời, hết cả chú dưa leo rồi. Ủa, mà ông đó là tổng giám đốc công ty Thành Phát phải không cô? Cô đừng. Nấu cái nồi này lâu lắm nha. Để tôi về tôi lấy cái nồi điện cho cô nấu. Dạ em cảm ơn chị. Chết rồi, em còn phải đi mua hành, mua thêm mấy thứ nữa. Đang thiếu tùm lum hết trơn. Thôi. Dạ. Mua thịt hay cá thêm thôi. Bên nhà tôi có đầy đủ hết. Thôi bây giờ vậy nè, để tôi nấu món canh cho cô. Dạ dạ, vậy em đi mua đồ nha. Đi dạ. Đi. Chụp hồi nào vậy con? Dạ, hồi năm ngoái, lúc mẹ con còn làm quét dọn ở tiệm chụp hình á, ông chủ ở đó chụp cho mẹ con một tấm để làm kỷ niệm. Nguyễn ơi, Nguyễn ơi, ra đây chơi nè. Ra đây. Thôi, con ra chơi với bạn đi. Nè, nhớ một lát nhớ về ăn cơm đó. Dạ, con cảm ơn chú. Thì chú con đi. Ừ. Đi. Gặp mày, hôm nay nhìn mày bảnh quá ta. Ê, sao mày chuyển trường mà mày không nói với tụi tao biết tiếng nào hết vậy? Đúng rồi đó. Ừ, đúng rồi. Sao mày chuyển trường mày không nói tụi tao? Làm tao không biết mày ở đâu hết trơn á. Thì tao đi Sài Gòn học mà. Ê, đi Sài Gòn thế nào? Ê, trên đó có nhiều bài học không? Ê, cái bạn gái có sao giống trường mình không? Cái thằng này không có đâu. Tao nghe người ta nói á, trên đó mấy bạn gái nè, vừa đẹp nè, học giỏi nè, lại trắng nữa chứ. Đúng rồi đó. Nhưng mà có mỗi cái á, chỉ hơi dữ thôi. Đúng rồi đó. Ê, nhưng mà chắc nó lên đó, nó quen bạn mới, nó quên tụi mình rồi. Đúng rồi. Nó đâu có nhớ tụi mình rồi. Làm gì có. Tao làm sao quên tụi bay được. Ê. Ủa gì? Gì? Bạn nói sao rồi? Ai? Thì... Lan Anh đó. $30,000. Cô... Cho con thiếu lần nữa nha cô. Trời, thiếu gì thiếu hoài vậy? Nợ cũ chưa trả nữa, giờ tới nợ mới. Trả đủ hết đi tôi bán cho. Lấy 3 ký gạo đi Tám. Dạ rồi, đợi một chút. Mua loại nào chị? Gạo dẻo á. Con xin lỗi cô. Ê nè, con mang. Đứng lại. Mày đứng lại chưa? Đứng lại. Mày. Mày á, mày học ở đâu cái thói cướp giật vậy hả? Hả? Cô ơi, cho con. Tao đưa mày lên văn phòng á, cho nhốt tù mày luôn. Cho con xin hiểu lần này đi cô. Không. Không có thiếu gì hết á. Hôm nay con chết với bà con á cô. Tao không biết cô. Bán thiếu hoài thì làm sao tao xong. Trả tiền luôn đi. Trả đi cô. Đi.
Thôi được rồi, bữa nay tao bán thiếu chai này nữa thôi đó. Dạ. Thôi đi về lẹ đi, không là ổng đập nữa đó. Dạ, cảm ơn con. Về đi. Mẹ Lan Anh đã bỏ đi theo người khác cách đây 2 tuần rồi. Dạo này Lan Anh hay bỏ học lắm. Ba Lan Anh thì khỏi nói, không lúc nào ông tỉnh hết trơn á. Sài Gòn có quen chưa? Cũng quen rồi. Ba của Nguyễn có tốt không? Cũng tốt. Nghe nói dạo này Lê Anh hay bỏ học lắm hả? Sao vậy? Thôi, Nguyễn mau về đi. Ở đây cũng gần nhà Lan Anh rồi. Nhưng mà... Nguyễn về đi. Mất công ba Lan Anh thấy thì mệt lắm. À, cuối tuần sau Nguyễn còn về đây nữa đó. Thiệt hả? Ừ, tụi mình còn cơ hội đi gặp nhau nữa mà ha. Ừ. Chạy đi, nhanh. Đứng lại. Tao mà bắt được tụi bay là tụi bay chết với tao. Đứng lại. Nguyễn nó nói ở đây là quán cơm ngon nhất. Chắc nó nói chính xác. Dạ, anh tới không báo trước nên em không có chuẩn bị gì hết.
Ngon quá. Mọi thứ rất vừa khẩu vị. Hèn gì thằng Nguyên nó tự hào về em lắm. Cô Dung ơi, cô Dung. Cô Dung ơi. Cô Dung. Hình như là có chuyện gì. Anh cứ ăn đi. Để đó em ra coi sao. Cô. Ủa, con là ai? Con là Lan Anh, bạn cùng lớp với Nguyễn. Cô ơi, Nguyễn bị người ta đánh ngoài đường rồi cô. Cái gì? Thằng Nguyễn, nó bị ai đánh vậy con? Cô mau đi cứu Nguyễn đi cô. Trời. Mày à. Mày ngon hả mày? Hôm nay tao sẽ giết chết mày. Chú thật là độc ác. Bộ ngày nào chú cũng đánh Lan Anh như vậy hả? Rồi sao? Hả? Nè, nó là con tao. Tao muốn đánh này, tao muốn làm gì làm. Mày là cái con mẹ gì, mày không được quyền xen vô. Hả? Cho dù là con của chú, chú không có được làm như vậy. Lan Anh cũng là con người mà. Con người hay là con gì, nó cũng là con của tao. Tao là cha của nó. Tao có quyền đánh đập hay hành hạ cái gì cũng được hết. Chú thật là độc ác. Lan Anh là con gái mà còn bị chú đánh như vậy. Chú là người lớn, còn là đàn ông nữa, sao mà tệ quá vợ. Hèn chi. Hèn chi cái gì? Hả? Hèn chi mẹ của Lan Anh mới bỏ chú theo người khác á. Mày dám xen vô chuyện người lớn hả? Con không có sợ chú đâu. Con không có sợ mấy người xấu như chú. Ai mà sợ mấy người xấu như chú. Chú con muốn đánh á thì ra ngoài đường mà đánh. Đừng có ở trong nhà mà đánh con mình như vậy. Mày ngon ha. Hôm nay tao sẽ giết chết thằng con quan như mày. Hả? Tao chưa mày biết đồ thứ con quan. Hả? Chú nói ai là đồ con quan? Tao nói mày á. Còn có cha có mẹ đang quan. Cái gì? Có cha có mẹ hả? Ai mà không biết. Mẹ mày lấy một thằng đàn ông khác rồi lòi ra mày. Chuyện đó là cả xóm này ai cũng biết hết. Hả? Mẹ hả? Mẹ con là người đàng hoàng, không có lén lút. Chú không có biết gì hết thì đừng có nói. Chú phải rút lại lời nói của mình. Cái gì? Rút hả? Tao sẽ rút ruột rút xương mày ra nè. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày! Tao sẽ giết chết mày. Mày! Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao? Tôi là cha của thằng bé này. Anh không được quyền động vào con trai của tôi. Mày nghĩ là tao sợ mày hả? Nguyễn, Nguyễn ơi! Mẹ! Trời! Nguyễn! Mẹ! Con có làm sao không? Dạ không. Nhờ có chú tới cứu con á. Chạy hết rồi. Em xin lỗi anh. Không sao đâu. Vài ngày nữa là hết thôi. Lo là lo cho thằng nhỏ. Lỡ anh không tới kịp là có chuyện xảy ra rồi. Con nhỏ mà mạnh mẽ lắm. Chắc gì nó giống em đó. Dạ không đâu. Thằng nhỏ không phải giống em đâu. Em đâu có làm gì được cho nó. Anh cảm ơn em. Em sống cực khổ như vậy mà vẫn nuôi dạy con nên người. Anh đã quá vô tâm với em. Chắc anh đói bụng rồi. Lúc nãy anh cũng ăn được gì nhiều đâu. Cơm canh cũng nguội rồi, để em đi hâm lại. Anh Dung à. Anh đợi chút xíu đi. Nhanh lắm, em làm nhanh lắm. Anh Dung.
12 năm rồi. Em chỉ cần như vậy thôi. Tôi có tội gì mà mấy anh bắt tôi vô đây? Nói cái tội mà ông bạo hành trẻ em là cũng đủ cho ông vô nhà đá mấy năm rồi, chứ ở đó mà nói nhiều. Anh có biết cái thằng nhóc đó nó hỗn láo với tôi như thế nào không? Nó hỗn với anh nên anh mới đánh nó ra nông nổi như vậy đó hả? Nó chỉ là một đứa con nít thôi. Anh cầu trời khẩn Phật cho nó không sao thì quả mai tội của anh sẽ được giảm nhẹ. Còn bằng không thì anh nên chuẩn bị mấy năm tới mà ăn cơm nhà nước đi. Tôi biết hết. Cái thằng là con của ông giám đốc công ty Thành Phát, cho nên mấy anh mới đối xử tôi vậy đúng không? Nó là con ai đi chăng nữa thì nó cũng được pháp luật bảo vệ trước những kẻ sai sỉnh bạo hành như anh. Tôi không có sợ thằng nào hết. Thằng Cảnh thì thù nhất những thằng giàu có. Nó nghĩ nó có tiền, nó quăng vô mặt người ta rồi nó muốn làm cái gì nó làm hả? À? Bây giờ anh ngồi đây anh la làng đúng không? Anh viết biên bản đi. Anh kể đi. Ủa, sao con về trễ quá vậy? Dạ, tại vì có chút gì con phải giải quyết. Về có một mình hả? Còn thằng Nguyện đâu? Dạ, thằng nhỏ bị thương cho nên con để nó ở lại với Dung rồi má. Nó mà sao con làm cái gì mà quần áo dơ hầy vậy? Dạ con mệt quá, con xin phép má con đi nghỉ. Nè, anh để thằng nhỏ ở lại có nghĩa là anh từ nhà của ta về phải không? Em suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Có chuyện rắc rối xảy ra, thằng Nguyên nó bị người ta đánh, cho nên anh phải đưa nó về với má của nó chăm sóc chứ. Thôi đi, anh đừng có kiếm cớ. Chứ không phải anh muốn gặp mặt của ta hay sao? Anh nói đi, anh và cô ta đã làm gì? Ôn lại tình cũ à? Tại sao nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy hả anh Đạt? Anh đi đường cả ngày mệt mỏi lắm rồi, em có thôi đi được không? Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Anh nói đi, có phải cô ta chính là nguyên nhân khiến anh mở thêm xưởng bánh ở Tây Ninh? Hai người đã lén lút qua lại với nhau từ bao lâu rồi? Em có điên không mà thích suy nghĩ lung tung vậy Khuê? Tôi suy nghĩ lung tung hay là anh có chuyện mờ ám muốn giấu giếm tôi? Hai người qua lại giấu giếm tôi bao lâu rồi? Anh còn dẫn thằng con Quang đó về, tại sao anh không dẫn con nhỏ đó về để ở luôn đi? Thôi đủ rồi. Anh biết chuyện năm xưa anh làm là anh đã có lỗi với em, nhưng em trách anh như vậy là đủ lắm rồi. Em đừng có làm khổ người khác nữa. Dung và thằng Nguyễn xứng đáng sống trong cái nhà này. Dung sinh con cho anh, nuôi nấng thằng bé suốt một thời gian dài. Anh chỉ muốn tìm cách bù đắp lại cho má con của ấy thôi. Anh có coi tôi là vợ anh không vậy? Vậy em có coi anh là chồng của em không? Em tới công ty trước mặt bao nhiêu nhân viên, em phản bác lại quyết định của anh. Lúc đó em đã không quan tâm tới sĩ diện của anh, thì bây giờ anh cũng làm cái gì em cũng đừng quan tâm. Anh đổ tội cho tôi hả? Nếu như anh không đưa thằng Nguyễn... Anh mệt mỏi lắm rồi. Có chuyện gì thì ngày mai nói đi.